Xin chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay Lý Hương sẽ đi uống tóc. Mấy năm rồi ta? Chắc cũng khoảng từ dịch tới giờ khoảng 3 năm rồi. Lý Hương không có cái để tóc thẳng, nay thích đi uống tóc để quay phim lên cho đẹp đẹp một chút. Còn trên đây là bánh tráng. Bánh tráng siêu ngon. Có bán ở xe bánh tráng lá xanh của Lý Hương. Sắp tới anh biết Lý Hương cũng đang có quá là nhiều việc luôn á. Không biết Lý Hương còn duy trì được lá xanh nữa. Mở ra cũng được 2 tháng rồi. Bán thì nói chung cũng vừa vốn, mà nó chiếm cũng một xíu thời gian vậy. So với hiệu suất thì chưa có đạt lắm. Cái lẽ là đang suy nghĩ là có nên hay không duy trì. Nhưng mà hiện tại thì vẫn là duy trì. Rồi đi uống tóc như vậy. Giờ đánh chán thì Lý Hương lấy từ xưởng trên Tây Ninh về luôn. Nói chung á thì kiếm nhầm nhầm mình vô á, ít có những loại này nhiều sạp bán, nhưng mà ít có những cái loại mà nên nhiều khi Lý Hương phải đặt bên Tây Ninh trước về, tiền ship một cục hàng này hết 50.000 á. Đánh chán này quý vị, bữa có lại xưởng á, là cái cô chủ của nó là tráng hai lớp dày lắm. Ngay mở miệng luôn thì cua à, tráng hai lớp mà hay này, có gọi nè để nó không bị khô. Rồi xưởng này là có xuất khẩu qua bên Mỹ, bên nước ngoài cũng vậy, nên mình ăn mình rất là tự tin. Rồi Lý Hương sẽ chàng cái hình mà cái tóc cũ của Lý Hương ở đây, gửi lại cái tiệm này ở Bình Dương. Lý Hương thấy cô bé này cũng khá là dễ thương, nói chuyện rất là khéo. Lý Hương sẽ thử cho bạn đó uống cái giống như cái kiểu của cái anh này, tên là anh Quốc. Chưa là làm tạo một tóc rất là giỏi ở dưới Sài Gòn. Nhưng mà giờ như quên ở Đắk Lắk rồi, về Nguyễn Thị Minh Khai Đắk Lắk rồi, lâu lắm Lý Hương không có liên lạc. Mà cách đây cũng khoảng cái thời Lý Hương mới xuống Sài Gòn khoảng mấy năm 2017 cỡ đó, 2017-2018 Lý Hương đã làm cái quả đầu này. Còn bây giờ thì đi coi coi cái bạn ở bên Bình Dương, các bạn làm có giống không. Lý Hương sẽ để y chang hình mẫu luôn. Quý vị chờ xem nha.
nó cắt nó hết nè, em thấy nãy nó quý quá, giờ thôi còn phải tuổi lại em miếng nữa. Bây giờ là mới vừa ủ thuốc, sau đó sẽ xông lên. Sau khi mà thuốc nó thấm thấm rồi bắt đầu mới là cuốn lên quý vị. Nhìn đầu giống bà Bỉnh chưa? Nhìn mất cười không quý vị? Thôi kệ, ghi lại làm kỷ niệm, chia sẻ cho quý vị. Sau đó thì sẽ gắm cái máy á, để cho nó sẽ, cái này là gọi là uống nóng quý vị. Tại vì tóc Lý Hương nhiều quá quý vị thấy không? Quá trời cuộn luôn, tóc là quá trời nhiều luôn. Sau đó thì sẽ gỡ ra. Khúc này là cũng tu nhanh đó quý vị, chứ là ngồi cũng khoảng tiếng hơn á. Rồi xong gỡ ra, sau đó lại quấn lại một lần nữa để bỏ cái gọi là cái nước này, nó sẽ dưỡng cho cái tóc mình nó ẩm, nó không có quá bị khô quý vị. Chị em xíu có lấy nước bỏ lên đây em sấy này nó khô quá, cho nó dưỡng cái máy để nó mất nước xíu rồi. Thì để vậy luôn, cái nước nó làm thì nó mất rồi, kéo chờ để thích không. Em miếng hút rồi kéo nó hơn, đừng kéo, kéo nó đơ đó, em thích nó cấp cấp mà cái này thấy nó hơi khô thôi. Đó động tác của mình nó cứng chứ mình để đâu có thích hút gì lên nó đâu. Bên này là không kéo đâu, kéo nhìn đơ. Không, kéo mà cầm ở trên ha. Ừ. Ok hết rồi. Không mày gì thì thấy nó phòng. Ừ. Cái gì mà chạy dữ hả? Cầm kiếp chào cái này. Lọn mà nó hơi nhiễm hơn, nhiễm hơi nắng hơn, hơi nắng nhiễm thì nó không nhiễm, nó to á, tại vì muốn bự thì mình tự cái máy này giờ đó. Em muốn cho nó cúp cúp lên được người ta phải thấy, hoặc là kéo giả mà kéo phòng gì nè, kéo phòng thì kéo như thế. Cái này á mình phải lót lại nó mới ra cái nếp bự. Mình lót lên cái tay mình. Nó khô nó làm sao? Để nó khô tự nhiên nó y vậy mà nó không có sụn gì. Vậy là từ khi mà ướt là mình đã tạo kiểu rồi. Đúng rồi, mình tạo rồi mình để y vậy á. Còn khi nào mà mình sấy tự nhiên mình ở đầu mà mình sấy nó sẽ bong nha. Em thì ý là tóc em mà chơi mà cái dạng này nè thì thường nó khô nó đẹp, thường nó dơ nó đẹp. Đúng rồi. Mình tóc mới ướt vô. Cứ bóp lên mình tạo nếp nó cái đẹp nó sẽ ra nha. Uống cái này nó mới ra nổi chứ các bạn không bao giờ nó ra được gì đâu. Nhưng mà phải có gel à? Chỉ sức gì? Dùng sức dưỡng 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 tóc á. Gel không dơ tóc lắm. Môi đại dạng này nó vừa dưỡng cái tóc mà nó vừa mềm tóc nữa. Bóp là cái nó hơi nó hung bự lên ha, tại nãy giờ mình cắt mình chải mình lấy á. Cái này giống như con Minh Hà với Hải, là tại vì của con đó thì nó dài luôn, còn thay tóc mình nó đã ngắn á, nhưng mà dưỡng vài tháng rồi nó đẹp luôn à. Hay là xài lâu luôn vì chứ giờ nó đang hot sù sù rồi đó. Em chả biết hót đâu, em cứ thấy nó thẳng chán rồi cái tới sần sần thẳng thẳng bữa giờ kéo cho nó muốn ấy cái máy cái này thì ấy như nó cúp vô.
xíu. Mấy cái chuyện này nó mang chút xíu. Hơn nữa mấy này vua để dành đi đâu ấy, cứ ra máy sơn thế mà. Xíu xíu á. Dưới mấy cái máy đó mà. Giống chưa? Giống chưa? Yeah.